Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Đối với những các bác yêu tranh hay là mong muốn là sở hữu những cái dòng tranh hay là những cái vật phẩm trang trí đẹp nhất cho cái không gian nhà mình thì em nghĩ đối với những bác sành chơi tranh luôn luôn quan tâm tới những cái dòng tranh đồng, bởi đây là một trong những dòng tranh thể hiện cho cái sự tài hoa, sự tinh tế và cũng là sự kết tinh đỉnh cao của đối với những cái dòng tranh các bác nhá. Thì ngay đó chính là những về cái dòng tranh đồng. Và đối với những cái dòng tranh đồng hiện nay trên thị trường nó sẽ đang có hai mẫu mã chính, đó chính là một là những dòng tranh vẫn sẽ có chất liệu là bằng đồng, tuy nhiên thì nó sẽ được làm bằng những cái khung gỗ, tức là các bác sẽ nhìn thấy trong video ngày hôm nay đó chính là cái bức khung gỗ em đang đứng bên cạnh như thế này. Còn một loại nữa thì vẫn sẽ được làm bằng chất liệu là đồng, tuy nhiên thì toàn bộ cái phần khung bên ngoài tranh thì đều được làm bằng khung đồng luôn, tức là từ cái tấm đồng bên trong tranh này, sau đó cái phần góc bên ngoài, cái phần khung bên ngoài của tranh cũng sẽ được làm bằng đồng luôn. Thì đây chính là hai cái dòng tranh cơ bản nhất cho những cái dòng tranh khung đồng các bác nhé, hay là dòng tranh bằng đồng đấy ạ, thì sẽ có hai loại, một là khung gỗ này, hai là khung đồng. Chính vì vậy mà sẽ có rất là nhiều bác yêu thích những cái dòng tranh đồng, luôn luôn quan tâm là liệu thì chúng ta nên lựa chọn những cái dòng tranh làm bằng khung gỗ hay là chúng ta nên lựa chọn những cái dòng tranh làm bằng khung đồng các bác nhé. Thì trong video ngày hôm nay các bác sẽ cùng em tìm hiểu về ưu nhược điểm những cái dòng tranh được làm bằng khung đồng và những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ, để cho các bác có một cái nhìn khách quan nhất để chúng ta đưa ra một cái sự lựa chọn phù hợp nhất, đẹp nhất cho không gian nhà mình các bác nhá. Thì đầu tiên các bác sẽ cùng em đến với cái dòng tranh có chất liệu bằng đồng nguyên tấm như này. Tuy nhiên thì bên ngoài sẽ được bo góc, bo khung phủ bì như này, làm bằng khung gỗ các bác nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái phần là ưu điểm của cái dòng tranh được có bằng khung gỗ như thế này. Các bác thể nhìn thấy là đối với những cái dòng tranh khung gỗ và chỉ duy nhất khung gỗ mới làm được, đó chính là hệ thống đèn led trong tranh các bác nhé. Thì đối với cái dòng tranh khung gỗ này, thiết kế cái phần khung gỗ bên ngoài thì mới có thể lắp được cái dây đèn led bên trong. Việc mà chúng ta sử dụng cái hệ thống đèn led bên trong tranh nó sẽ giúp cho các bác có thể là thuận lợi hơn đối với những bác nào mà không có khung chờ này, không có hệ thống đèn chiếu sáng từ cái phần vị trí trong tranh mà chúng ta cần cái nguồn ánh sáng trực tiếp từ bức tranh, thì đây chính là một trong những gợi ý các bác thể là đưa ra cái quyết định của mình lựa chọn dòng tranh phù hợp các bác nhé. Đối với dòng tranh mà đã có thiết kế hệ thống đèn led bên trong rồi thì nó sẽ rất là phù hợp cho các bác trong cái việc thuận tiện các bác bật tắt cái việc sử dụng đèn điện ấy, thì nó sẽ hoàn toàn linh hoạt này. Và đặc biệt hơn là nếu mà các bác muốn cho bức tranh trở nên sinh động hơn, hay là cái vào cái thời gian là ban đêm thì chúng ta có thể cắm đèn lên và nó sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ cái khung cảnh của bức tranh trở nên rực rỡ và đẹp nhất quá nhá. Thì đó là về cái ưu điểm đầu tiên của những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ như thế này. Về phần ưu điểm thứ hai của những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ thì chỉ có dòng tranh khung gỗ mới có cái kính bên ngoài tranh thôi các bác nhé. Đối với những dòng tranh khung gỗ này thì chúng ta sẽ có cái lóc như này và đưa cái kính che phủ toàn bộ cái phần bề mặt của cái tấm đồng hay còn gọi là bức tranh. Ở bên trong tranh thì vẫn sẽ có chất liệu bằng đồng, tuy nhiên thì bên ngoài sẽ được che chắn bằng một lớp kính. Tại sao có rất là nhiều bác mong muốn là cái dòng tranh phải có kính? Tại vì đây nó sẽ rất là tiện lợi và phù hợp nếu mà các bác ở những nơi vị trí che những vị trí mà nó rất dễ có bụi này, bám bụi này, thì khi chúng ta có cái lớp kính bên ngoài nó sẽ như là một cái vật bảo vệ để chúng ta vệ sinh nó cẩn thận, nó dễ dàng hơn rất là nhiều, tối ưu hơn cho các bác rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần vệ sinh rất là dễ dàng thôi thì nó đã có thể quay trở về hiện trạng ban đầu như là mới đẹp cho các bác luôn. Và thêm một điều nữa là khi có kính thì tất cả những cái họa tiết bên trong tranh nó sẽ được sử dụng được bền nhất và đẹp nhất cho cái thời gian lâu nhất các bác nhá. Thì đó là những cái về cái ưu điểm của một cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ như này. Tiếp theo thì chúng ta tới cái phần nhược điểm của những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ như này. Đầu tiên là về cái phần khung gỗ. Đối với những cái dòng tranh có sự tích hợp của những cái khung gỗ như thế này thì thường trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những loại khung, như là khung gỗ sồi này, khung gỗ hương này, hay khung gỗ vụ, thì sẽ có đa dạng các cái chất liệu khung cho các bác. Tuy nhiên thì có một điều vô cùng đặc biệt đối với những cái dòng được làm khung gỗ, đó chính là về cái phần thời gian sử dụng nó phải có cái chống cong vênh này, cũng như là chống được mối mọt cho các bác trong cái thời gian các bác sử dụng lâu dài, và với những cái địa điểm nó không quá là khô thoáng mà nó sẽ thiên về cái vấn đề ẩm mốc ấy, thì cực kỳ quan trọng trong cái việc xử lý về phần khung các bác nhé. Đối với những cái dòng tranh hay là những cái dòng
tranh phong thủy hay những dòng tranh nhỏ thôi. Thì đối với cái việc làm khung thì nó rất là quan trọng, đặc biệt là đối với khung gỗ. Chính vì vậy mà để hoàn thiện những cái khung gỗ như này thì chúng ta những bên sản xuất tranh họ thường phải làm vào những xử lý bằng hóa chất để chống được cái cong vênh và cái mối mọt để đảm bảo cho cái thời gian sử dụng được lâu nhất, tối ưu nhất cho các bác. Nên là nếu mà các bác muốn lựa chọn được cái bức tranh nó đẹp này, nó phù hợp với các bác và nó được thời gian sử dụng lâu thì chúng ta nên chú ý về phần xử lý khung để chống mối mọt và cũng như là chống cong vênh các bác nhé. Thì đó là các bác vừa cùng em tìm hiểu về ưu nhược điểm, một phần trong những cái nhược điểm của cái dòng tranh bằng khung gỗ. Thêm một nhược điểm nữa về cái phần khung tranh, đó chính là về đối với những cái kích thước hay là những cái bức tranh được làm bằng khung gỗ. Nếu mà chúng ta so sánh về cái cân nặng đối với những cái dòng tranh cùng kích thước này, cùng mẫu mã này, với những cái dòng tranh được làm bằng khung đồng, thì những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ nó sẽ mang tính chất là nó nặng hơn khá là nhiều đấy ạ. Nhưng tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có cái phần thiết kế này, cái phần móc treo đầy đủ cho các bác trong cái quá trình các bác treo lắp nó được thuận tiện nhất. Tuy nhiên thì nếu mà phải treo những cái dòng tranh khung gỗ thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với những cái việc là chúng ta treo bằng khung đồng các bác nhé. Thì các bác vừa cùng em tìm hiểu về những cái ưu nhược điểm của cái dòng tranh làm bằng khung gỗ rồi. Bây giờ các bác sẽ cùng em sang một cái dòng tranh mới, đó là dòng tranh được làm bằng khung đồng. Như là đầu video em có chia sẻ với các bác thì đối với những cái dòng tranh được làm bằng khung đồng, nó có nghĩa là toàn bộ cái phần tranh này, phần cái tranh bên trong cho tới phần góc khung bên ngoài, toàn bộ nó tràn ra ngoài như thế này thì nó đều có chất liệu bằng đồng cả các bác nhé. Thì đây chính là dòng tranh được làm bằng khung đồng này. Vậy thì ưu nhược điểm của cái dòng tranh này nó như thế nào ạ? Đối với cái dòng tranh khung đồng, đầu tiên thì các bác sẽ cùng em đến với ưu điểm của dòng tranh khung đồng này. Những cái dòng tranh được làm toàn bộ bằng khung đồng này thì cái độ dày của tấm đồng, tức độ dày của tranh, cái tấm đồng các bác nhé, thì nó sẽ có độ dày dày hơn so với những cái dòng tranh được làm bằng khung gỗ này. Cụ thể hơn, đối với những cái dòng tranh được làm bằng khung đồng thì độ dày của tấm đồng làm tranh nó sẽ có độ dày là 8cm cho cái độ dày của tấm đồng các bác nhé. Đó là về cái độ dày của tranh này. Chính vì vậy mà cái tấm đồng này được làm dày hơn nên các họa tiết đường nét của các cái dòng tranh này nó sẽ được làm kỹ hơn này, cẩn thận hơn, tại vì càng dày làm càng khó để tạo ra các cái đường nét họa tiết trên tranh các bác ạ. Thì đó là cái ưu điểm đầu tiên đối với cái dòng tranh làm bằng khung đồng này. Tới cái ưu điểm thứ hai đối với những dòng tranh được làm bằng khung đồng, đó là tất cả những cái họa tiết đường nét của cái bức tranh này các bác sẽ được nhìn một cách cận cảnh nhất, chân thực nhất trên cái sản phẩm của mình. Đó là cái điều khác biệt so với những cái dòng tranh khung gỗ, tại vì khung gỗ nó thường có cái lớp kính bên ngoài ấy, thì nó sẽ không thể nào mà các bác không thể nào mà nhìn được cận cảnh này, không thể nào mà chạm được vào từng cái đường nét họa tiết trên cái bức tranh này được. Nên là chỉ có những cái dòng tranh khung đồng này mới cho các bác được cái trải nghiệm nó sống động và nó sắc nét từng cái họa tiết nhìn cận cảnh nhất các bác nhé. Thì đó là đối với dòng tranh khung đồng. Tiếp theo thì tới cái phần nhược điểm của đối với dòng tranh khung đồng này. Nó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của cái dòng tranh này, tại vì khi mà chúng ta làm bằng cái chất liệu bằng khung đồng như thế này thì chắc chắn một điều thì không có cái lớp kính bảo vệ bên ngoài như ban đầu em có nói rồi, nên nó sẽ gặp đôi chút việc khó khăn trong cái việc vệ sinh cho các bác hàng năm, hay là những cái gì đặc biệt các bác muốn vệ sinh cho nó sạch sẽ lại. Thì khi mà đối với dòng tranh này mà bám bụi, đối với những dòng tranh không có kính bám bụi thì các bác vệ sinh nó khá là khó. Nên là khi mà chúng ta đối với cái dòng tranh này thì các bác nếu mà muốn treo cái dòng tranh khung đồng thì chúng ta nên lựa chọn những cái vị trí nó không quá là bụi này, hay là vị trí nhà bác nào quá bụi thì chúng ta nên ưu tiên chọn những cái dòng tranh có kính hơn là so với những dòng tranh khung đồng này các bác nhá. Thì đó là về cái nhược điểm đầu tiên của cái dòng tranh khung đồng này. Nhược điểm thứ hai đối với những cái dòng tranh khung đồng này, đó là một trong những cái điều mà chỉ có dòng tranh khung gỗ làm được, đó chính là không có cái lớp kính bên ngoài bao bọc cho cái họa tiết của cái bức tranh khung đồng. Chính vì vậy mà trong cái việc vệ sinh lau chùi thì nó sẽ gặp khá nhiều khó khăn cho các bác đấy ạ. Nếu mà những cái dòng tranh có kính bên ngoài thì các bác chỉ cần nhẹ nhàng lau qua cái lớp kính thôi là bức tranh đã quay trở lại hiện trạng ban đầu rồi. Còn đối với những cái dòng tranh khung đồng này, khi mà bám bụi thì em nghĩ là nó sẽ tốn nhiều công sức hơn, tốn nhiều thời gian hơn cho các bác việc vệ sinh lau chùi đấy ạ. Nên là nếu mà nhà bác nào muốn treo tại cái không gian mà nó ngay gần đường, nó có sự bám bụi quá là nhiều thì chúng ta nên nghiên cứu để chọn những dòng tranh có kính các bác nhé. Thì các bác vừa cùng em tìm hiểu về ưu nhược điểm của dòng tranh khung đồng và cũng như là ưu nhược điểm của dòng tranh khung gỗ rồi, thì đấy chính là một trong những cái
kinh nghiệm của em về những cái dòng tranh không đồng và không gỗ, và em muốn chia sẻ với các bác để các bác có thể là lựa chọn cho cái vị trí treo nhà mình, cho cái không gian nhà mình được một cái bức tranh nó đẹp nhất, nó phù hợp nhất với các bác. Và nếu mà các bác thấy cái video này em chia sẻ nó còn mong muốn là góp ý thêm cho em để em có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức hơn về những dòng tranh này, thì các bác có thể liên hệ với em qua số hotline Zalo 0339 737 519, hoặc là bình luận ngay dưới phần bình luận của video này để có thể là chia sẻ và đóng góp thêm ý kiến cho em, để em có thêm nhiều những cái ý tưởng và cũng như là nhiều cái kinh nghiệm và cái kiến thức hơn về những cái dòng tranh này các bác nhá. Nếu mà các bác thấy video này hay và ý nghĩa thì cũng có thể dành tặng cho em một like, một share, một đăng ký kênh tranh Ngọc Anh Tranh Đồng để em có thêm nhiều động lực hơn để ra thêm nhiều video hơn cho các bác ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào với lại các bác trong những video tiếp theo của em.